Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích giai điệu cha 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 của đàn cho và giai điệu cha 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 của Summer V17. Đầu tiên Sang sẽ mở giai điệu cha 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 của đàn cho mọi người nghe thử. Và giai điệu này hầu như tất cả các dòng đàn đều có nha mọi người, vì của đàn cho mà. Rất là sang trọng ha. Chiều hoàn hôn buông xuống, mái tóc em nhẹ hướng về nhà. Rồi, các bạn nghe qua thì rất là sạch sẽ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử xem thử cha 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 của đàn cho nó có gì khác biệt nha. Và cha 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 các bạn cũng thấy có 3 dạng: cha cha dân ca, cha cha Latin, cha cha Thái và còn nhiều nữa nha mọi người. Chẳng hạn như cha cha Santana nè mọi người. Cha cha Santana nữa. Đây, Santana đây. Nó có nhiều dạng cha cha lắm, chung hai một cái. Ta da ta da da ta. Ta da ta da na 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 na. Đó ha mọi người ha. Rồi, hoặc là cha cha dân ca. Đó. Đó cha ca rất là dễ thương ha. Nghe em hát câu dân ca sao bước mà lòng anh thương quá. Những kỷ niệm nào thơm nó dễ thương ha mọi người ha. Hoặc là cha cha Thái. Thái đây. Đang ung dung trên trời đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn. Đó mọi người, rất là nhiều dạng ha. Để cho mọi người thấy đó là riêng cha cha thì có rất là nhiều, không phải nhiêu đây không, khoảng mấy chục cái, khoảng mười mấy cái cha cha đó, nhiều lắm ha. Rồi và bài phân tích cha cha tạm thời Sang sẽ nói tới đây thôi, và sẽ còn nhiều cái bài phân tích khác ở trong phần sau, chẳng hạn như phân tích giai điệu tiếng Chanh, tiếng Sáo, tiếng Bầu, hoặc coi như giữa Summer và cái đàn nó khác nhau như thế nào, mà mọi người cần phải khi mua đàn cần phải cập nhật thêm Summer để cho nó phong phú hơn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở bài phân tích kỳ sau.